Rồi bây giờ tới Henry cắt trái này ha. Trái này cũng ngon quá luôn nè. Với cái này nữa. Con phải cầm lên, con phải cầm lên. Rồi trái này luôn đi. Nay mình hái nhiều để mình vô mình làm sinh tố. Chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay hai bé nhà của Nicky á muốn uống sinh tố dâu nên là nói mẹ ơi đi ra vườn hái dâu đi. Thì tại vì mấy bé thấy có ở ngoài vườn á có dâu chín nè. Nên là bây giờ mấy mẹ con sẽ hái mấy cái dâu chín này ha quý cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay cũng có được một ít dâu chín rồi nè. Rồi bây giờ mấy mẹ con mình hái dâu ha. Rồi ra bên đây nè. Con nhẹ nhẹ thôi, con ngắt nhẹ nhẹ thôi nè, gì nè. Nè. Wow, đó. Henry cắt lâu quá à. Rồi qua đây nè, qua đây cắt đi. Con qua đây nè. Cái này vậy bà. Ba cái này vậy. Rồi được rồi, mấy trái đó chưa chín đó. Qua bên đây có trái to nè. Đây cái này vậy. Wow, chị trái to quá luôn nè. Henry cắt. Ôi, trời ơi. Trái này to quá luôn. Rồi con cắt đi, cắt hai trái này đi. Cắt được không? Henry cắt được không? Rồi đây mẹ hứng. Rồi cắt trái nữa. Để mẹ hành cái này nó chín rồi. Nó còn con. Rồi bây giờ tới Henry cắt trái này ha. Trái này cũng ngon quá luôn nè. Với cái này nữa. Con phải cầm lên, con phải cầm lên. Rồi trái này luôn đi. Nay mình hái nhiều để mình vô mình làm sinh tố. Rồi. Cái nào nữa? Con nữa. Rồi bên đây nữa nè, còn mấy trái bên đây nữa nè con. Wow, để vô. Rồi. Con nữa. Rồi để vô. Cái này. Nó còn nữa. Cái nước nó cắt. Cắt đi. Rồi. Con cái này nữa. Con mẹ. Đây nữa nè. Con mẹ. Nè. Cần kéo đó con, cắt nè, cắt luôn đi. Rồi một trái này thôi. Rồi trái này nữa. Trái này nữa nè. Trái này tới khen đi. Rồi trái này chưa. Rồi được rồi. Ok. Để mẹ coi còn sót trái nào nữa không? Dạ còn. Trái này. Trái đó hả? Trái đó để mai mốt mình hái tiếp nữa. trái này chín quá luôn rồi nè. Có mấy trái chín quá luôn. Rồi đây là thành quả của ba mẹ con thu hoạch dâu sáng nay. Thích không? Tụi con thích không? Bây giờ mình vô mình làm món gì à đây? Sinh tố. À, sinh tố dâu ha. Sinh tố. Rồi nè, bỏ ba quay gần lại cho quý cô bác anh chị và các bạn xem nè. Lỗ dâu của sáng nay ba mẹ con hái được nè. Ờ, từ từ con dập hết. Ồ, có cái trái này nè. Thích quá. Ồ, nó cái gầm à. Trái to luôn á. Ôi gầm à. À, trái này cũng là. Ba cái này chưa. Ồ, có mấy trái chín quá thôi, con mấy trái chín quá thì mình không ăn được rồi. Mình bỏ ra ha. Cái trái này hôm nay mình không ấy nè. Đó. Ba đi xin ra. Trái đẹp thì cũng có trái xấu, có mấy trái này quá chín luôn. Rồi con cầm đi. Đó. Chia hết cái mặt của mẹ rồi. To wear. Where? I have more than you. We're doing a race, right? Set, go. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo.